thiên đội vạn cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ quan quân mấy trừ chắc chắc ra anh đi trước là bảo hộ gia đình sau là chú trong khi cả tình phen này đi ra chẳng thấy biết tay văn văn sớ dựng lên thường lại văn sớ dựng lên chỉ quan đệ ngũ chép biên rõ ràng phê cho như tử trang sinh kim ngân vàng mã tấu trình của quan xin quan lại đang chép biên trả nợ tao quan đệ tử con nay xin được trả nợ tao quan kiếp trước sáng đến kiếp này hôm nay xin được trả nợ tao quà thần khẩu khẩu hy vàng thần tốt tốt đầu hành dòng nhang thập thờ diệu quang quỳnh chiêu mã vần quanh sơn đánh đông dẹp bắc bắc cho hàn nước nhà quyết mở đường dân đàn quốc thái dựng cờ đổ rạng rỡ non sông
Chảy hoa
còn đó người mãi còn đồng hỏi nước sông chảy thành lòng đào kiều nước tung tung hoành 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 tung hoành 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 là xuất
nhập nhập cha đài đào lát quế huệ xuống vầy dương ca. Trên bát ngát tôi lòng châu hổ phụ người lốt tam mi đầu kiểu khúc châu lên ba văn đàm tứ trụ hai bên quan tuần chặt chặt dáng ngự lên sập công đồng. Đồng ai bừng thuyền đi băng băng đường đi trời tổ khí đang tràn tôn quan tuần đi phản phép đi phản tha tay thế đổ chân than không được nhờ sắc vua phong ngài kim chi tam giới hay chấp ta chẳng quy ngài trừ tinh quan lớn tuấn ngài và phép muôn linh quyền ngài cai quản tướng âm binh nhà trời như đồng ai mình quyền bóng bóng quê hương uy trời thế độ muôn dân sa la thánh giá hồn.